Con có bầu đâu rồi. Đâu là cái đầu con mắt kia. Ngày xưa ta còn sợ nắm tay là có bầu nữa kìa. Ta còn không dám đi chơi đêm. Vậy mà mày thật quá đáng. Hả? Gì vậy? Em ơi, có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, con ơi chạy đi. Con không chạy đâu. Em trai tôi làm tôi chửa hôn xong bỏ tôi rồi. Vâng, đây chính là những con quỷ ăn thịt người đến từ thế giới bóng tối. Bọn chúng nhận định từ chú quỷ đến thế giới con người để chi lùng bắt San và bạn Virus. Nhưng mà trên đường đi chi lùng, bọn chúng tìm và thấy con người liền muốn ăn thịt, khiến cho con người vô cùng sợ hãi. Thế giới con người căm phẫn lời quỷ. Thịt người ngon quá à. Công nhận đã ghê luôn đó. Các người tìm thấy tên San và tên Barbirot chưa? Ông ta tìm hoài mà cũng không có thấy. Nhưng mà công nhận con người ở đây quá trời quá đất luôn à. Vậy chúng ta tiếp tục ăn thịt con người cho nó mập tịch lên đây. Về báo cáo là tìm muốn chết luôn à, không có thấy. Chú quỷ thật không ngờ đám lũ quỷ đệ tử của mình thật là làm biến, chỉ đi lo ăn thịt người mà thôi. Lúc này San và Barbirot đang làm một phi vụ rất quan trọng. Barbirot à, tại sao chúng ta không làm một cái nghề gì đó cho nó đàng hoàng? Chúng ta lại đi cướp hàng trắng của những tên giang hồ này. San à, anh em chúng mình lần này đi làm cướp biển, cướp hàng trắng của cái bọn mafia. Về gái nó mới nể, mới thích chứ. Còn làm mấy cái nghề nông kia, con chó nhà hàng xóm nó nhìn nó cũng muốn khinh thường chúng ta nữa. Barbirot à, em thật quá đáng. Nếu không phải anh em chúng ta bắt buộc ở chung với nhau, anh không có đi với em đâu. Đớp. Anh cao thấy bà luôn à, nghe mất địch luôn á. Thôi, anh giống như là cái đồ ăn bám của tôi vậy, để mình tôi làm được rồi. Cái lũ quái vật kia, chúng mày tới đây làm gì? Cái lũ mafia giang hồ này, chúng mày đem hàng trắng qua nước ngoài bán đúng không? Lần này gặp tao, tao sẽ cướp lấy cái số hàng trắng đó. Barbirot ơi, em lại giết người nữa rồi, họ đâu có thù oán gì với chúng ta đâu. Em đây, có thích tiền không? Thích. Có thích gái đẹp không? Thích luôn. Có thích siêu xe không? Thích. Vậy thì im đi, để tôi đi cướp. Tôi giờ tôi nuôi cái thứ ăn bám như nhưng anh. Nhưng mà dấu quyết cướp của cái bọn giang hồ mafia này, nhưng đó là công việc sai trái. Chúng ta cần phải làm việc nào lương thiện hơn. San ơi, càng ngày anh càng giống như mấy cái Phật online vậy đó. Miệng mồm lúc nào cũng là ăn chay, niệm Phật, làm việc tốt hết á. Mà tâm thì hám tiền thấy bà luôn. Barbirot, sao em lại nói anh như vậy chứ? Chẳng qua lũ quỷ ở thế giới bóng tối truy đuổi chúng ta, hai anh em chúng ta cần phải ở chung một chỗ. Nếu không, anh đã đi làm những nghề lương thiện, không ăn bám em thôi rồi. Thôi thôi, biết rồi. Ăn bám thì im lặng chút đi. Để bây giờ tôi vô tôi bán số hàng trắng này. Kẻ nào tới khu vực cấm của bọn xin ta chào, vậy? Xin chào, tôi tới giao hàng tiếp đây. Lần này cướp đường mớ nữa. Là cậu à, Barbirot. Cũng khá nhỉ. Dạo này cậu làm ăn cũng tốt đó. Nhưng mà tôi nghe nói dạo này trong thế giới con người xuất hiện rất là nhiều loài quỷ. Bọn chúng giết rất nhiều người đó. Kệ bọn con người chứ, liên quan gì chúng tôi. Thôi, bây giờ tôi đi tới trường đua chó, đặt cược và dán cho nó vui đây. Đi thôi cái đồ ăn bám. Barbirot, Barbirot, có khi nào lũ quỷ vì chúng ta mà tới thế giới con người hay không? Bọn chúng giết rất nhiều người rồi kìa. Anh quan tâm bọn chúng làm gì chứ? Chúng ta sống sung sướng vậy liên quan gì tới bọn con người? Cứ kệ đây. Nhưng mà San à, anh đừng có lãm nhảm nữa. Nhìn mặt anh em nhức đau lắm rồi. Giờ em vô nhìn mặt mấy con chó cho giảm stress. Bắt đầu nào. Đu đi. Barbirot ơi, chúng ta phải tìm cách gì đó cứu con người. Anh cầm mồm lại giùm tôi cái đi. Không ai nói anh cầm đâu. Bắt đầu nào. Cố lên. Con số 3, cố gắng lên đây. Chạy nhanh lên. Con chó số 3 kia. Bộ mày thiếu dinh dưỡng, thiếu ăn sáng, hay mày thiếu chó cái hả? Chạy nhanh lên. Tao sắp mất hết tiền như mày rồi đó. Em thật quá đáng. Được rồi, em không đi thì anh đi. Em ở đó một mình đi. Lũ quỷ tìm thấy em chắc chắn là chết. Anh San ơi, sao tự nhiên đang ăn bám người ta bỏ đi vậy? Chờ em với. Barbirot, đừng có gọi anh là ăn bám nữa. Từ nay anh sẽ không đi theo em đâu. Anh sẽ đi một mình cũng được. Anh San ơi, nói nhỏ nè. Thôi đừng có giận nữa. Đàn ông mình như đàn bà vậy. Bộ muốn có chồng hay sao mà ăn tới ngày giận hờn biết vậy? Barbirot, dám nói anh mày bị mê đê à? Thằng khốn. Em có nói anh bị mê đê đâu. Em nói anh giống con gái thôi mà. Anh San ơi, nhìn phía dưới kìa. Sao lũ con người tập trung đông dữ vậy? Là quan tài của những người chết. Trời đất ơi, sao nhiều người tử vong quá vậy? Hình như họ đang cúng lễ thì phải. Xin đấng Chúa Trời trên cao, hãy bảo vệ chúng con khỏi lời quỷ. Hãy cho thiên thần xuống đàn áp bọn chúng, trừng trị bọn chúng. Bọn chúng đã gây ra tội lỗi, bọn chúng giết hại con người.
xin ngài, cầu xin Đức Chúa trời cao. Chào bê, em vừa mới đi phẫu thuật tăng nỉ và cái chồng chết luôn rồi. Thì ra đó là những nạn nhân của lũ quỷ chi lùng chúng ta, bọn chúng giết hại và ăn thịt con người. Không được rồi, phải đi tìm cách, tìm cách cứu lấy con người mà. Anh thôi anh Thành ơi, chúng ta lo chuyện bao đồng làm gì. Thôi đi về thôi, em đau bụng quá à, em sắp ra hết trong quần rồi nè. Nếu em muốn về thì hãy về một mình đi, anh đi tìm cách cứu lấy con người. Đau bụng quá à, thôi vừa bay vừa ị luôn. Tới rồi, tới rồi. Em thật dơ giấy quá đó, ba bị rớt à. Trời em, tại vì anh bỏ đi, em phải đi theo anh chứ. Mà chúng ta tới đây chị vậy? Anh đã nghe được một tin đồn rất lâu rồi. Tại bờ biển này xuất hiện một cây vũ khí của thần biển. Nơi đây có lũ cá mập hung dữ bảo vệ. Chúng ta tìm được vũ khí của thần, chắc chắn sẽ đánh bại được đằng kia kìa, đằng kia kìa. Trời ơi, có cái thanh sắt biết phát sáng kìa. Tới lụm dây chạy đi. Cái thằng em ngu ngốc này, nó không phải là cây sắt bình thường đâu, đó là thần khí của thần biển đó. Vậy hả? Sau khi chúng ta lấy nó đánh bại tên chúa quỷ, chúng ta đem bán về chạy đi, chắc nhiều tiền. Là lũ cá mập, là lũ cá mập. Anh xả rồi, anh xả rồi, anh có xạo không? Tao thấy chăng luôn rồi đó, mà xạo cái gì? Babyrot, mau lấy cái thần khí của thần biển đó đi, mau lên. Hả? Sao anh không lấy đi? Mong mới kêu em làm cái gì? Cái thằng làm biến này, mày lấy đi. Lũ cá mập đi bao vây tao, tao sẽ dụ bọn chúng ra hướng này. Ha, ý làm anh thích xài gì xài hả? Tôi không phải nô tỳ đâu nha. Trời đất ơi, không biết là cái cây sắt này có công dụng không nữa. Bán nhôm nhựa, không biết là cái bà nhôm nhựa bà có thèm mua không nữa đây. Babylon, mày đang làm gì đó? Tao lấy nhanh lên, cá mập nó cắn sức hàng của tao rồi. Tao giọng thẳng chứ cha nội, làm gì hối dữ vậy? Nhưng mà anh xã anh yên tâm đi, con kêu của anh xã nhỏ xí à, mấy cá mập nó làm sao cắn đứt được. Khốn kiếp, mày lấy được chứ? Được rồi, đi thôi, đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đem cây sắt này đi bán nhôm nhựa, lấy tiền đi coi cá độ tiền. Không được, không được, bao nhiêu lớn. Chúng ta phải tới hang ổ của tên chúa quỷ, tiêu diệt hắn trước đã. Làm ơn em, làm ơn tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi sợ lắm. Sợ cái gì mà sợ chứ? Các ngươi là con người, phải là nguồn thức ăn bồi dưỡng cho lũ quỷ bọn ta. Lâu rồi ta mới thưởng thức thơm ghê, béo ghê. Ở đây nè, ở đây nè. Lũ quỷ đó bắt được tên San và Babyrus về rồi à? Là tên San, tên chúa quỷ kia. Ta đến đây để tiêu diệt ngươi. Ngươi to gan thật, dám tới cả nơi đây. Được, hôm nay ta sẽ lấy lại sức mạnh của hai anh em ngươi. Chúa quỷ, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Ta sẽ tiêu diệt ngươi, tất cả lời quỷ sẽ biến mất. Ngươi nghĩ hai anh em bọn ngươi có thể hạ được ta? Babylon, tìm thấy chỗ hiểm của hắn chưa? Mau sử dụng vũ khí của thần biển tấn công hắn đi. Chết mẹ rồi, hồi nãy để cái cây sắt đó đâu, quên mất tiêu rồi. Babylon, mau lên đi, tìm thấy vũ khí của thần biển chưa? Mau tiêu diệt hắn đi. Chết đi. Cái gì? Vũ khí của thần biển à? Ngươi cũng muốn giành cây sắt đó về bán nhôm nhựa hả? Đây nè, thấy đẹp không? Không, Babylon, ta có thể tha cho hai anh em ngươi. Hãy mau, đưa cái vũ khí đó đi. Đừng có dụ ta, mặc dù ta hơi ngáo, nhưng ta không có ngu đâu. Không, ta không muốn bị phong bán vào trong đây đâu. Trời ơi, đang đi uống trà sữa sao bị phong bán rồi? Hay lắm, mặc dù không giết được hắn, nhưng không ngờ cây thần khí này có thể phong ấn được hắn với tất cả lũ quỷ vào bên trong. Hả? Ủa, sao cây thần trượng này nó lại sáng lên một lần nữa? Anh Sam ơi, sao chúng ta bị hút vào bên trong nữa vậy? Sam và Babyrus không ngờ rằng chính bản thân của họ bị phong ấn, bởi vì tên chúa quỷ đã cho họ sức mạnh. Nguồn sức mạnh trong cơ thể của Sam và Babyrus kéo họ vào bên trong cây thần trượng đó. Thế là toàn bộ loài quỷ đã bị phong ấn. Câu chuyện này không ai biết cả. Tuy nhiên, trên thế giới của con người, một số kẻ tự nhận mình là pháp sư cao tay đã thực hiện việc phong ấn này để kiếm một chút lợi nhuận. Nên con người tin rằng do chính bọn họ đã phong ấn loài quỷ.